2020 Bitches, Alex, Nash, Debito, morgen in der Haus, Alter. Jetzt wird abgefuckt, Mann. Let's go. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với bài ngày thứ 29 trong chuyên đề liên quan đến các trường hợp bằng nhau của tam giác. Liên quan đến trường hợp về tam giác cân. Được chưa nào? Thế ở bài ngày hôm trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn một bài tập liên quan đến việc là vẽ các tam giác cân ra bên ngoài, vẽ các tam giác vuông cân tại đỉnh B với đỉnh C. Bài ngày hôm nay thì mình sẽ khai thác thêm vấn đề này, nhưng sẽ khó hơn một tí. Thì nội dung của bài ngày hôm nay như sau. Nội dung của bài tương tự ngày hôm nay là cho tam giác ABC nhọn, AH là các đường cao, AH là đường cao và vẽ ra phía bên ngoài các tam giác BE, ABE vuông cân tại B và ACF vuông cân tại C. Trên tuyệt đối của tia AH là điểm Y, sao cho AI bằng BC và chứng minh rằng là tam giác ABI bằng BC. Câu B là BI bằng CE và BI vuông góc với C. Và câu C là chứng minh ba đường thẳng này đồng quy. Thế thì mình vẽ hình cho các bạn rồi. Cái bài hôm trước thì mình quên, mình không bảo các bạn làm, nhưng mà mình cũng đã dừng lại ở đó cũng tương đối là lâu. Thì hy vọng là các bạn có đọc cái phần thông tin của mình, với các bạn có xem clip những giây cuối cùng thì các bạn nhớ là bài tập tương tự, đúng không nào? Bởi ngày hôm trước thì mình không giới thiệu về bài tập tương tự mà. Hình vẽ thì mình đã chuẩn bị cho các bạn rồi, một hình vẽ cũng tương đối là đẹp, cũng hơi khó nhìn một tí bởi vì nó khá là loạn, theo mình nghĩ là như vậy. Đây, hình này. Thế thì có một vài dữ kiện mà mình chưa ký hiệu, ví dụ như là BE bằng với BA, ngoài ra là AC bằng với CF. Đó, mình quên chưa ký hiệu. Thực tế thì nên tô màu thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng hiện tại thì đối với cái bài này thì mình chưa tô màu, giờ mình quên mất, mình ngại quá. Thôi không vấn đề gì cả. Bây giờ câu chuyện là tam giác ABI, tam giác ABI với tam giác BEC, tam giác bằng nhau theo trường hợp nào? Câu chuyện này cũng khó đấy chứ nhỉ. Ở câu B thì lại BI bằng CE, thì các bạn cũng có thể định hướng nhanh được hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp nào, đúng không? Tam giác ABI bằng với tam giác BEC. Thì các bạn để ý thấy rằng mình cần ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là BE bằng với BA. Cái này giả thiết cho rồi. Yếu tố thứ hai là BC bằng với AI, cái này là giả thiết. Thì yếu tố thứ ba thì chắc chắn phải là yếu tố góc xen giữa. Lý do vì sao? Bởi vì ở câu B mình cần BI bằng CE mà, thế nên không thể cạnh được. Thế là phải góc EBC bằng với cả góc BAI. Thế câu chuyện đặt ra là làm thế nào để chứng minh hai góc này bằng nhau? Câu chuyện này khó hơn một chút, khó nhiều. Mình sẽ nghĩ sang hai cái nhánh đi, là EBC, cái này dễ hơn. Mình sẽ thấy bằng 90 độ cộng với cả góc ABC cộng với góc bên này. Đấy, nhìn cũng sẽ tương đối là dễ chịu, đúng không? 90 độ cộng với cả ABC. Thế bây giờ cái góc tại sao lại ABC? ABC phải là BAI chứ. Rồi, thế thì góc BAI sẽ bằng gì? Làm nào để tính được BAI? BAI thì nó lại là góc ngoài. Các bạn để ý nó là góc ngoài của tam giác ABH. Đây, là góc ngoài của ABH thì nó cũng sẽ bằng 90 độ cộng với cả góc ABC thôi. Thế như vậy hai tam giác bằng nhau. Câu chuyện về cách làm câu A xong rồi các bạn, có khó không? Theo mình nghĩ là nó cũng tương đối dễ. Hình nếu vẽ ra mà tô màu thì nó cũng sẽ tương đối là đẹp. Mình có lẽ là mình sẽ tô màu cho các bạn xem. Đó, thì mình sẽ trình bày bên phải nhé. Trình bày cao lên thì vậy. Thế thì hình dưới nó cũng chẳng có nghĩa gì, đúng không? Đây là chúng ta sẽ có được là góc ABI là góc ngoài của tam giác ABI đâu mà ABI, BAI đi chứ, là góc ngoài của tam giác ABH. Từ đây mình sẽ suy ra được rằng là BAI mệt quá, tại mình đang hơi mệt. Các bạn có biết là mình đang quay vào lúc mấy giờ không? Không biết là các bạn nào tò mò không? Cũng tò mò chứ nhỉ? Nhưng mà cũng không ai hỏi mình quay lúc nào. Thực tế thì đi dạy và về nhà mình quay những cái này, soạn bài rất mất nhiều thời gian các bạn. Nhiều khi cũng quay tận hơn tiếng đồng hồ, rất dài. Rồi, xe tán giác. Thôi không than vãn nữa mà mình bắt đầu luôn vào những cái thứ gì mình cần đi. Xe tam giác ABI và tam giác BEC có yếu tố thứ nhất là BE bằng với BA. Mình giả thiết. Yếu tố thứ hai là EBC bằng với BAI. Cái này là chứng minh trên. Yếu tố thứ ba là BC bằng với AI. Cái này cũng là chứng minh trên. Giả thiết hết. Thì từ đây mình sẽ suy ra được hai tam giác bằng nhau là ABI bằng với tam giác BEC. Theo trường hợp ở cạnh góc cạnh đúng không? Xong rồi mình sẽ suy ra được hai cạnh tương ứng là BI bằng với EC. Đây là hai cạnh tương ứng. Có lẽ là mình sẽ đổi cách viết đi, mình ghi là cặp cạnh tương ứng cho nó nhanh nhé, được không? Ok, cũng ý thứ hai là BI vuông góc với EC. BI vuông góc với EC, nghĩa là phải chứng minh cái góc này vuông. Thế muốn chứng minh góc này vuông thì làm nào bây giờ? Các bạn có ý tưởng không? Làm sao để có thể chứng minh được một cái góc lơ lửng như này nó bằng 90 độ? Đấy, theo mình nghĩ là cũng tương đối phức tạp, khó đấy chứ, đúng không? Hình nó tương đối là lạ. Đấy. Thì bây giờ thì mình quay trở lại với vấn đề là từ câu trên hai góc bằng nhau thì mình có cái dữ kiện gì không? Đấy, có cái dữ kiện là hai góc bằng nhau, ví dụ như góc này, góc C bằng với góc Y, đúng không? Ngoài ra thì còn có góc E, mấy cái góc nhỏ nhỏ, chứ giờ mình đúng nhớ không? Bằng góc này. Thế câu chuyện là EC vuông góc với BI. EC vuông góc với BI. Mình tô lại dưới này. Có lẽ là cứ làm cái hình trên đi. Đang nhìn hình trên dễ. Mà thôi. Tô rồi. Chứng minh góc này vuông. Thế câu chuyện là muốn chứng minh EC vuông góc với BI thì mình sẽ chứng minh cái góc này thì nó hơi khó. Thì các bạn sẽ nhìn với cái góc đối đỉnh ý. Đối đỉnh ý. Thì mình có lẽ là mình sẽ gọi là BI cắt EC tại K đi. Thì mình chứng minh góc BKC bằng 90 độ. Đấy. Định hướng là BI vuông góc với EC. Thì mình sẽ chứng minh rằng cái góc BKC bằng 90 độ. Thì muốn chứng minh BKC bằng 90 độ thì mình sẽ chứng minh góc cái điểm K thì nó phải nằm ở bên này. Phải nằm ở bên này cơ. Mình có lẽ là mình sẽ phải xóa đi. K nó phải nằm bên này. Đấy. Điểm K nó phải nằm bên đấy. Được chưa nào? Thế thì điểm K này. Thế muốn chứng minh góc này vuông thì phải là BKC vuông thì cái góc IBC phải bằng cái góc IBC, mình sẽ viết rõ ra cộng với cả cái góc C này phải bằng 90 độ, đúng không? IBC. Thế câu chuyện IBC thì có bằng 90 độ không? Câu chuyện IBC thì có bằng 90 độ không? Thì mình nhìn sang bên cạnh. Mình nhìn sang bên cạnh này. Có lẽ là mình sẽ phải dựa vào EBA vuông thì hợp lý hơn. Mình sẽ phải dựa vào EBA vuông hợp lý hơn. Mình nhìn cái hình lên trên đi. Mình cứ nhìn nó hơi bị rối quá. Đấy, K đây. Thì mình sẽ có cái đường này nó vuông này. Đây, cái nhỏ nhỏ này. Vuông này. Đấy, có nghĩa là cái góc E cộng với góc B bên này. Các bạn hình dung không? Đấy nhá, mình định hướng cái chỗ này nó bị nhầm. Định hướng nhầm. Mình sẽ phải chứng minh cho bên cạnh cơ. Là EKB cơ. Bằng 90 độ. Mình chứng minh EKB bằng 90 độ ấy. EKB bằng 90 độ ấy, thì mình sẽ sử dụng là cái góc E này bằng góc B. Góc E sẽ bằng góc IB, kéo lên tí, IBA. Đấy, mà cái góc E cộng với cả góc EBI thì lại bằng 90 độ. Đấy. Thế nên từ hai cái sự kiện này các bạn sẽ suy ra được rằng là cái góc EBI cộng với cả IBA bằng 90. Và từ đây rồi thì mình sẽ có thể suy ra được cái điều này. Đúng không? Nó hơi lòng vòng một tí. Theo mình nghĩ thì cũng có thể hiểu được. Đấy. Và góc CEB sẽ bằng với góc IBA. Cặp góc tương ứng đi cho nó nhanh nhé. Chúng ta sẽ có được là cái góc CEB bằng với góc không phải bằng mà cộng với góc nhầm nhầm phải là EBA EBI, nhìn hơi khó nào. Cộng IBA bằng 90 độ. Cái này có lẽ là mình sẽ phải viết rõ ra. Xong rồi các bạn lại có được cái góc gì? IBA bằng với CEB. Nên là chứng minh trên. Thế có phải là từ hai dữ kiện này thì các bạn sẽ suy ra được lại EBI cộng với CEB bằng 90 độ. Mình nhìn lại nhé. Góc này EBI cộng CEB bằng 90 độ. Thế dẫn tới việc là BKE phải là tam giác vuông, đúng không? Để suy ra tam giác BKE vuông tại K. Đúng chưa? Phải suy ra là AB vuông góc AC vuông góc với EC. Trời đất ơi. Nó không phải AB mà là BI đấy chứ. BI vuông góc với EC. Rất khó nhìn theo mình nghĩa như vậy. Hay da, khó nhìn quá. Gọi BI cắt EC tại K. Rồi, xong. Bây giờ câu tiếp theo là chứng minh rằng AHCEBF đồng quy. Thì mình sẽ phải vẽ thêm hình, đúng không? Đây. Rồi. Đồng quy tại đây. Thế thì bài này thì nó hơi lạ đối với các bạn. Thực tế thì mình có thể hướng dẫn nhanh như thế này để tránh các bạn mất thời gian. Mình nối Y với C lại. Các bạn nối Y với C lại. Đấy, trông hình nó như này. Nếu có hình như thế này rồi thì nó cũng sẽ dễ thôi các bạn. Có lẽ là mình cắt cái này đi. Đấy. Thế bây giờ nhé, các bạn để ý này. Mình xét tam giác IBC thì có cái góc này vuông này. Sau đó mình sẽ chứng minh tương tự với góc bên này cũng vuông. Đấy, gọi đây là K đi. Đây gọi là L đi. BL, CK, AH, IH là các đường cao. Thì các bạn biết rằng là ba đường cao thì đồng quy, thế nên là suy ra vuông góc thôi. Thì câu chuyện là chứng minh cái L vuông này nó cũng có này, cũng dài này. Nó giống hết bên này. Đấy, thì các bạn có thể, các bạn về nhà các bạn tự chứng minh tương tự nhá. Tự chứng minh tương tự. Được chưa nào? Đấy, mình sẽ gọi là IC cắt BF tại L. Chúng ta chứng minh tương tự có là IC sẽ vuông góc với BF. Chưa? Sau đó thì xét tam giác BIC có mình có là AH này, CK này và BL này là các đường cao. Như vậy suy ra rằng là AH, CK, BL đồng quy. Hay. Suy ra hay gì? Hay AH, EC, BF đồng quy. Đó. Thì cái định hướng ở câu C nên mình chỉ làm như vậy thôi. Lý do là làm nữa thì mất nhiều thời gian lắm. Cái bên cạnh chứng minh tương tự nếu các bạn làm lại được thì nó sẽ dễ. Thì lý do là cái khó nhất là cái hình bên này với tí xíu mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Bạn nào muốn nhìn kỹ hơn thì đây, lời giải chi tiết đây. Được chưa nào? Ok nhá. Thế thì bài ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các ngày tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì cứ bấm like và share cho mình. Còn bài ngày hôm sau thì vẫn là bài tương tự giống như mấy cái bài trên thôi. Đương nhiên thì sẽ hỏi theo một cái khác một tí. Đảo đi một tí nhá. Ok. Bye bye.